Phải đang quay video ở ngoài kia thì tự nhiên cái chuông điện thoại nó kêu, nó đứt mất cái video. À, rồi lại chạy vô nhà qua tiếp. Ok, đến câu tiếp theo, câu số 45. Rồi. Thì M để phương trình sau có đúng hai nghiệm phân biệt. Ok. Rõ ràng thì phương trình này chúng ta có thể đổi biến ra đặt ấn phụ được đúng không? Đây là sẽ là này là t đi, thì t mũ 4 trừ đi 6 t mũ 3 cộng với 8 t bình phương trừ đi 2 mt trừ đi m bình bằng 0. Rồi ok, thì trong cái bài này thì một là các bạn cách thứ nhất là chúng ta sẽ nghĩ đến việc cô lập m, nhưng mà m với m bình đây như này không cô lập được đúng không? Không cô lập được thì cái cách nghĩ thứ hai sẽ là chúng ta tìm nghiệm đẹp. Tuy nhiên nghiệm đẹp thì cái này có mỗi m bình đây là khó đúng không? Thì cái bài này có là hai cái cách đó chúng ta ít gặp thì chúng ta gặp khó khăn rồi. Tuy nhiên đối với phương trình bậc 4 thì còn một cái trường hợp nữa mà nếu như ở lớp 10 chúng ta học chúng ta còn nhớ thì cái loại này ta còn cách nữa là ta phân tích thành hai cái bậc 2 nhé. Tức là phân tích thành tích gấp 2 bậc 2. Tất nhiên muốn phân tích như 2 bậc 2 thì các em có thể xem đây là phương trình bậc 2 của M. Đấy, và có delta đẹp. Được chưa? Tức là xem nó là phương trình bậc 2 của M và nó có delta đẹp. Thì cái này đúng là như vậy. Hoặc các bạn có thể nhìn ra cái sự đặc biệt của cái này thì các em làm được. Ở đây thay các em thấy M bình. Đấy, tức là nếu như các bạn mà nhìn thấy cái đẹp đẹp ở đây là M bình, đây trừ 2 MT có dạng bậc 2. Dạng bình phương vô tổng đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ được kết quả nhá. Đấy, chúng ta ví dụ biến đổi cái này thành bình phương thì cái còn lại nó cũng ra bình phương. Thì chúng ta sẽ được cái dạng là A bình bằng B bình. Đấy, ok. Thì chúng ta sẽ được hai cái trường hợp. Và sau khi có hai trường hợp thì chúng ta cô lập M, ok. Và tuy nhiên thì khi cô lập M đấy thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ra hai cái trường hợp này liền, hoặc M bằng FT này. Rồi hoặc M này bằng GT này, hai trường hợp này liền. Được chưa? Thì yêu cầu nó có hai nghiệm phân biệt thì nếu mà bốn nghiệm phân biệt thì dễ hơn, vì đây GT FT đều là phương trình bậc 2. Rồi yêu cầu có mỗi hai nghiệm phân biệt thôi. Nhá. Đấy, yêu cầu có mỗi hai nghiệm phân biệt thôi thì chúng ta làm nào? Cái này là bậc 2 và cái này cũng là bậc 2. Đấy, thì chúng ta phải khéo léo chỗ này thôi nhá. Đó. Hoặc là bạn khéo chỗ này là gì? Trường hợp thứ nhất là cái thằng này có hai nghiệm phân biệt với thằng này vô nghiệm, đúng không? Trước hết thì các bạn phải xem là hai thằng này mà khác nhau thì nó không có nghiệm chung nhá. Giả sử có nghiệm chung xem có tìm được m hay không, đúng không? Đấy. Thì nếu mà về mặt đại số, về mặt hình học là đẹp nhất, tức là các bạn phác thảo hai cái đồ thị này ra, chúng ta sẽ biết được trên cùng một hệ số. Trên cùng một hệ trục tọa độ chúng ta sẽ biết được khi nào nó có hai nghiệm phân biệt. Còn về mặt đại số thì chúng ta dễ bị lỗi là ví dụ suy luận là cái này hai nghiệm phân biệt, cái này vô nghiệm và ngược lại, đúng không? Trường hợp tiếp theo là cái này có hai nghiệm phân biệt và cái này có đúng một nghiệm trùng với cái nghiệm ở trên. Đấy, kiểu như thế nhá. Rồi ok, làm ấn vướng thì lên lớp thì hướng dẫn cụ thể hơn. Ok, câu tiếp theo, câu 46. Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 18. A1 là trọng tâm dân giác BCD. Đấy thì trong cái bài này ấy, nếu như đối với bài hình này để nguyên trả lời một trường hợp tổng quát theo tự luận thì có lẽ là các bạn khó. Tuy nhiên thì ví dụ bài này các em có thể cho nó rất đặc biệt đi. Được không? Cho rất đặc biệt, ví dụ như thế báo rồi, cái tứ diện ABCD hả? Để cho luôn nó cái dạng là vuông này được không? Đấy, có thể tích bằng 18 thì nắm chân bằng 18 là ok thôi. Nhá. Rồi mặt phẳng gì? Đây là A, dưới là các bạn chọn BCD đi. Rồi góc giữa P và mặt phẳng BCD bằng BCD lấy đáy đi. Được chưa? Mặt phẳng P là mặt phẳng qua và tạo với BCD một góc 60 độ. Thì thầy lấy luôn cái mặt phẳng ACD này luôn, được không? Tạo với đáy một góc 60 độ luôn được không? Nhá. Đấy, thầy xem hai cái này đều nhau này, góc 60 độ này. Đấy, thầy lấy chính cái mặt phẳng P là mặt phẳng ACD luôn. Đây là mặt phẳng P. Được không? Được. Người ta tổng quát như thế, thầy chọn như thế ok. Được chưa? Đó. Còn
Từ đó thì các đường thẳng qua B, C, D. Em buồn đấy. Đấy lại thì đang đấy bé này nghỉ. À, như vậy thì mặt phẳng P các bạn có thể chọn như thế này là cách dễ nhất đúng không? À, tạo ở đây góc 60 độ thì đây 60 độ, ok. Bây giờ các đường thẳng là qua B, qua C, qua D song song với AA1. À, A1 là trọng tâm giác BCD, rồi A1 là trọng tâm giác BCD. À, song song với A1. Đó thì các bạn có thể kẻ các đường thẳng song song với A1. Đúng không? Đó. Và xem là cắt cái mặt phẳng các cái kia ở đâu. Thì tất nhiên các bạn dựng cái này một chút đúng không? Chỉ có dựng chút nha. Song song với A1, A1 là đây. Đó, cắt mặt phẳng P. Cái này thì có vẻ hơi khó vẽ hơn cho các bạn đúng không? Thì vẽ nó bằng tay quá, lên đây hơi xa, nó hơi xa. Xong cái A1 đây này. Vẽ bằng tay nó không chuẩn lắm nên là sợ các em khó nhìn. A1 là như là cái thằng này. Rồi các bạn đặt thước từ B cái xong A1 này. Thì sẽ cắt đây tại một điểm này. Đúng không? Đấy. Đây không xong, vẽ bằng tay khó quá. Đấy. Thì các em sẽ tìm tiếp được cái giao điểm của cái mặt phẳng này, mở rộng mặt phẳng này theo CD song song nhé. Đấy, thì nói chung là các em tìm được cái giao điểm của mặt phẳng này. À, cái mặt phẳng này cắt BB1 thôi. Còn CC1 mà song song với A1 thì cắt tại đây rồi, ta chọn mặt phẳng P là cắt tại đây luôn rồi, đúng không? Đấy, thì ta sẽ được cái hình mới C1 này, với D1 là cũng nằm ở đây luôn này. Còn đây mới là B1 này, đúng không? Đó. Đấy, từ đó thì các em có thể so sánh được cái thể tích cần tính với lại thể tích của cái ban đầu nhá. Đó là cái mẹo chúng ta làm thôi, còn làm cụ thể như thế nào thì dừng lại thôi nhá. Đấy, thầy nói lại là lại cách chúng ta tìm này, đây là cho cái thể tích hình này tứ diện không cụ thể thì các em có thể chọn cái tứ diện là rất cụ thể là có ba góc vuông. Ok. Giờ cho là gì? Cái mặt phẳng P đi qua điểm A. A là lấy điểm này rồi. Mà lại tạo với BCD một góc 60 độ thì ta lấy luôn cái này luôn là 60 độ. Ok. Các bạn có thể chọn luôn cho cái này hai cái này bằng nhau cũng được. Ok nhá. Đấy, không có vấn đề gì, được chưa? Rồi, tiếp theo cái câu này sẽ phương trình đây, xử lý phương trình này đúng không? Bao nhiêu cặp nguyên dương, vấn đề xử lý phương trình này thôi. Hình này thì đây 3 mũ x, đây 3 mũ y, mà đây 3 mũ x y. Ta có thể xem AB đi, đúng không? Tách ra là AB đi. Thế là các bạn phải làm từ từ thôi. Cái này sẽ là 3 mũ x là A hả? Sẽ là AX bình. Đây là cộng x bình đi. Bên kia là gì? X cộng 1. À, x cộng 1 nhân với lại B à? Đúng không? Trừ x xỉ mũ 3. Này có gì đặc biệt à, nếu mà FUV chắc là không ổn rồi. Mình vứt tích AB này chúng ta hơi khó xử lý. Nếu không phải đó thì ta làm gì được? Sự xem có gì đặc biệt không? À đây thì có thể đặt nhóm được này. Cái này nếu đặt ra A ra ngoài đây sẽ là B trừ X bình. B trừ X bình thì còn lại đây là đây, chuyển vế cái này sang đây có B trừ x bình này, cái này với cái này là B trừ x bình này, đây với đây đặt x ra ngoài cũng có B trừ x bình này. Cộng x này B trừ x bình. Ok, nếu này có nghĩa là chúng ta biến đổi được về tích nhá. Nói về tích thì chắc là xử lý không vấn đề gì, đúng không nhỉ? Các em cũng thử xem, nếu mà có vấn đề thì lên lớp thầy giảng tiếp nhá. Rồi có 48, gọi A là tập hợp số tự nhiên có 8 chữ số đôi 1 khác nhau. Ok, chọn một số thuộc A xác suất để được số tự nhiên chọn được lại chia hết cho 25. Thì câu này có vẻ nó khó ở cái vấn đề là cái dấu hiệu chia hết cho 25 đúng không? Đấy, dấu hiệu chia hết 25 thì thực tế là như thế này thôi. Tức là số cuối là 00.
hoặc là 25, hoặc là 50, hoặc là 75. Đấy. Các chữ số cuối là như thế này. Đấy, tất nhiên là nếu như chữ số đôi một khác nhau thì không có cái trường hợp này. Như vậy có các trường hợp này thôi nhá. Thì nếu mà hướng dẫn đến đây chắc không vấn đề gì đúng không? 8 chữ số đôi một khác nhau thì ok rồi, cách chọn rồi. Đúng không? Đấy, A1 đến A8 mà chữ số đôi một khác nhau. Đấy, thì A1 có bao nhiêu cái chọn, A2 có bao nhiêu cái chọn đấy. Ok. Còn tiếp theo là chia hết cho 25, chia hết cho 25 thì các em có thể xét từng trường hợp này cũng được. Đúng không? Thì chúng ta cũng tìm ra được kết quả. Rồi ok. Tiếp theo là câu 49. Câu 49 thì chắc không vấn đề gì nhỉ. Trông có vẻ là không vấn đề gì thôi. Nhưng không biết là có vấn đề gì không, thử vẽ hình lại nhá. ABC 120 độ, như vậy đây là vẫn là hình thoi mà có hai tam giác đều. Còn thông thường người ta cho hình thoi trong cái đề thi thường là hình thoi có hai tam giác đều nhá. ABC 120 độ, như vậy đây là góc B đúng không? ABC. Rồi SA vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng SBC và SCD, SBC và SCD. Đúng không? Thì các bạn mà xác định được góc luôn thì ok. Còn không, không thích thì dùng công thức đúng không? Góc giữa hai mặt phẳng này thì tôi thầy tính theo cách xác định nhá. SBC và SCD, giao tuyến là SC, cần một mặt phẳng vuông góc với giao tuyến để nó ra góc. Đúng không? Vuông góc với SC thì có BD rồi này. Nhìn thấy không nhỉ? Đúng không? BD vuông góc AC thì vuông góc SC mà SC là hình chiếu mà. Vuông góc với AC thì sẽ vuông góc với SC. Như vậy có được cái BD là cái vuông góc SC rồi. Như vậy từ đây chỉ cần từ B hạ vuông góc xuống SC thôi. Hoặc là từ D hạ vuông góc SC cũng được, thì ta được đây là góc. Đúng không? Đó. Và để tính cái đoạn này thì các bạn có thể tính cái đoạn này, gọi đây là H đi, đây là O đi. Thì các em thấy là cái OH này nó cũng vuông góc với lại SC này. Đúng không? Thì nếu biết góc này là 60 độ rồi, BD biết rồi. Lưu ý nha, góc này chưa hẳn là 60 độ nha, có thể là 120 độ nha. Và chính xác là 120 độ đấy. Nếu các bạn mà tưởng tượng được hình thì góc này không bao giờ là góc nhọn đâu. Nha. Đấy, mà không, để các bạn xét hai trường hợp 20 độ với 60 độ, hoặc là chúng ta làm tổng quát hơn là coi như là BHD này là alpha mới áp dụng cốt alpha. Đấy, trị tuyệt đối của cốt alpha ấy. Đúng không? Tức là cốt của góc BHD theo định lý cosin, lấy trị tuyệt đối, áp dụng định lý cosin. Ôi, phải viết nãy giờ viết đi đầu. Áp dụng định lý cosin cho nó bằng cốt của 60 độ. Ví dụ đặt BH bằng x chẳng hạn. Đó. Chúng ta dùng định lý cosin chúng ta cũng giải được x nó bằng cái gì, đúng không? Đấy, và khi x bằng cái gì thì dĩ nhiên OH chúng ta tính được, từ đó chúng ta tính được SA nha. Rồi ok, câu 50 là cái câu trong đề trước dẫn rồi, nó khá đơn giản rồi, thế thôi nhé.